Gần đây có một số anh em làm nghề thường mua cây kim đầu đạn về và mở nó ra, bẻ cái kim có phần cong để cả máng đầu ngòi á, để cho đánh cây kim nó mong muốn là cong sát thương mịn màng hơn. Thì hôm nay mình chia sẻ góc độ là thông tin kỹ thuật của chuyên ngành về lĩnh vực sản xuất cơ khí của mình, và mình cũng làm một artist thì mình sẽ nói ở góc độ riêng về các brand sản phẩm của mình thôi, không có so sánh về cái chất lượng như thế nào đối với những thứ đen khác hết. Cái trường hợp mà các bạn bẻ cái kim á thì nó sẽ giúp cho các bạn đánh rung lắc nè và tránh ọc mực nè, thì điều đó là đúng nha. Nhưng mà nó đối với những cây kim gọi là sai số cơ khí quá lớn, rung lắc nhiều thôi các bạn. Còn nếu mà những cây kim mà nó đã fit được cái dung sai từ trong khuôn mẫu chính xác, tỷ lệ nó từ 0.02% trở lên ấy, thì cái số rất là nhỏ, nó nhỏ hơn cái trăm lần công tốc mình, thì các bạn không nên bẻ. Các bạn bẻ là nó sẽ ảnh hưởng, nó vừa cả máng và đồng thời cái gù bẻ chúng ta bị cả ma sát trên thành, ảnh hưởng đến cái chuyện mà silicon đẩy lực nữa, nó sẽ không kết. Còn đối với những cây kim nếu mà rung lắc về chiều phương gì thì các bạn bẻ xuống để cho cả máng, là mình thấy điều đó các bạn làm đúng, và nó tùy vào hãng. Riêng cái Arclight thì mình nói về góc độ là cây kim Arclight cũng đã được nghiên cứu và muốn cho cái kim hoàn toàn ok nhất trong vấn đề vận hành chân chu, chứ không để cho hàng mà mua về và phải mở ra để gắn vô. Điều đó là không bao giờ là một cái hệ thống muốn cho tiêu chí người dùng sử dụng về bao giờ cả. Nếu mà có xảy ra vậy thì công ty cũng đã fix cái lỗi đó rồi, chứ không để cho nó đưa cái thông tin cho như vậy đâu. Người sử dụng là người nói lên cái vấn đề chất lượng của kim, chứ không phải là mình là hãng là mình cứ luôn đem cái sản phẩm mình tốt mình nói ơn mình sản phẩm mình rất là tốt nè, mình không có khe về cái lời nói của khách hàng. Ai đã là người xài sản phẩm Apply rồi thì các bạn tự hiểu luôn, chưa khi nào Apply tiếp đãi khách hàng ở cái ngưỡng gọi là so sánh về năng lực tay nghề, tuổi trẻ tuổi lớn già năm thâm niên gì hết. Tất cả chúng ta đánh đồng như nhau hết, ai là người sử dụng sản phẩm có một sự cố nào xảy ra Apply luôn khe 100% nếu mà không hài lòng, đến lúc mà bạn hài lòng thôi. Còn nếu bạn cảm thấy không hài lòng thì mình chỉ có một câu nói thôi, chắc có lẽ là sản phẩm không phù hợp thì bạn nên tìm một sản phẩm khác, chứ mình chưa bao giờ nói là kỹ thuật bạn sai hay là không biết sử dụng sản phẩm hay là gì hết. Thì đây là cái điều mà mình nói luôn để cho các bạn cùng đồng cảm lại, nếu mà mình là người Việt Nam có cái tinh thần và dân tộc với nhau đó, thì chúng ta hãy làm những điều tốt nhất, chứ mình không nên mà đố kỵ trong một cái dòng sản phẩm nào hết. Đây là những thông tin mình chia sẻ để các bạn nắm rõ và hiểu kỹ hơn về kỹ thuật của kim sâm đầu đạn. Xin chân thành cảm ơn những quý khách hàng đã trả thông tin về cho Apply, và mình luôn ghi nhớ những cái ý kiến đóng góp của các bạn, như vậy là đã giúp cho Apply rất là nhiều trong cái quãng đường đi mà suốt 10 năm nay. Mình xin chân thành đại diện Apply cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ những clip sau. Chúng ta hãy cùng hợp tác để phát triển theo cái ngành này đúng như cái lối mà chúng ta mong đợi. Cảm ơn các bạn.